Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là trưa ngày thứ bảy anh em, ngày 8 tháng 4 2023. Thì em cũng chúc anh em có ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là có nhiều cái sự hăng say nhất ha, ở trên bàn tiệc cũng như là trong các chuyến đi chơi cuối tuần của anh em. Thì em lại tiếp tục trưa nay em lại gói hàng, gửi hàng và test hàng cho các anh em. Thì đầu video em xin cảm ơn mấy anh em. Hồi chiều hôm qua em đăng là em đang giảm giá Saco, giảm 1 triệu mấy trên một con. Hồi chiều qua em đăng thì ngay lập tức tối và sáng nay anh em ủng hộ em Saco rất là nhiều nè. Đây là toàn là Saco không anh em. Đó, mọi người ủng hộ Saco bên em từ hồi tối giờ thôi là cũng được khoảng gần chục cái rồi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thì em giảm giá theo cái chương trình giảm giá tốt nhất của bên hãng. Và cái này không phải là vấn đề mà hồi sáng có anh kia anh nhắn, anh nói là bây giờ ở bên Trung Quốc linh kiện rẻ cho nên là những cái món hàng này giảm giá. Thì nói như vậy là không đúng nha mọi người. Em đính chính lại vấn đề đó ha. Ở trên thị trường bây giờ giá những cái con này vẫn không có giảm nha, không có giảm. Giảm này là chỉ em giảm thôi chứ chứ trên thị trường giá nó vẫn không thay đổi nha mọi người. Thì ở Trung Quốc á, linh kiện nó có giảm hay không thì em không biết, nhưng mà thị trường Việt Nam thì giá vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi. Lần này em giảm lớn cho anh em lý do là tại vì em lấy một cái đơn hàng rất là to và công ty hỗ trợ cho em cái giá thật là tốt. Đó, cho nên em để cho anh em cái giá tốt để mọi người đi lắp cho khách hàng ha. Mấy anh em đại lý rồi lắp cho khách hàng, hoặc là anh em nào mua lẻ mà về lắp sử dụng gia đình thì có được cái giá thật là tốt, chứ không phải là linh kiện giảm đâu nha mọi người. Em chưa nghe linh kiện giảm, chỉ có linh kiện tăng thôi, tăng giá thôi, chứ còn linh kiện mà giảm giá là hiếm thấy lắm mọi người, không có đâu. Đấy, thì em báo lại là những cái mặt hàng Saco em đang giảm là 1 triệu mấy trên một con. Bạn nào đam mê thì hãy liên hệ nhanh. Giống như tháng này em bán em mừng ngày 30 tháng 4 ha, mừng lễ thống nhất đi. Đấy, thì ở đây có rất là nhiều đơn anh em ủng hộ em nè. Như là ốp trần 300 nè. Đây, ốp trần 300 của hãng Xinyang giá 990, phí ship 40.000. Ốp trần 400 cũng của hãng Xinyang giá 1 triệu 1, phí ship 60.000. Cái ốp trần 300 này gửi cho chú Tân ở Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang nè. Còn cái ốp 400 này gửi cho anh Võ Đắc ở Đà Lạt, phường 11, Đà Lạt, Lâm Đồng. Không biết em gói kịp hay không, nếu em gói không kịp thì ngày mai em đi gửi. Còn em gói kịp thì giờ đi gửi luôn. Rồi, con xanh 1.000 này gửi cho Nguyễn Hằng ở xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang. Đó, thì đi kèm với Saco thì xanh 1.000 cũng được mọi người quan tâm rất là lớn nè. Đây, một cái xanh 1.000 này nè em. Đó, xanh 1.000 ha. Áp thấp, nó làm hai công việc, và lưới bám tải và kích từ ắc quy cả ngày lẫn đêm. Đó, đây một con, với đằng kia một con. Ngày nay em bán được hai con xanh 1.000 nha. Đó, thì Saco nè, Saco gửi cho anh Lê Văn Thành. Saco 5,5 kg ha. Lê Văn Thành ở xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam. Đây, đây là con này mới gói nè. Đấy, anh Thành ha, ở Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam. 5,5 kg ha. Em giảm 1,5 triệu so với trước đây. Giá rất là ok, bèo nhèo luôn nha. Con Saco 5,5 kg và 3,5 kg có cái hay là tấm pin mặt trời không nó cũng chạy nữa. Ác quy không nó cũng chạy, điện lưới không nó cũng chạy ha. Kết hợp 2 trong 3 cái đó nó cũng chạy, hoặc kết hợp 3 cái đó nó cũng chạy. Và nó công suất đầu ra của nó là 5,5 kg nha. Lắp đến 6 kW pin MPT sạc 100A hệ 48V. Đấy, đam mê thì liên hệ em nha. Em bán cái giá bèo nhèo luôn ha. Lúc trước em đã bán giá thấp rồi, mà lần này em đặt giảm 1,5 triệu nữa. Đó, vì lý do đó là bữa nay anh em ủng hộ 1 cái 5,5 kg nè, 2 cái 5,5 kg nè, 3 cái 5,5 kg nè. Thấy không, 3 cái 5,5 kg. Còn 2,4 kg thì 1 cái, 2 cái. Đó, trên bàn 2 cái nữa là 4 cái. Ủa sao ít vậy ta, em nhớ nhiều lắm mà. Đó, 1, 2, 3, 4 cái ha. 4 cái, giờ trước mắt là 4 cái trước đi. Rồi, 4 cái này của ai đây? Rồi, xanh 1.000 hồi nãy đằng kia em chỉ đó là của anh Phạm Cao Hùng nè, ở phường 11, quận Gò Vấp. Đó, rồi một tấm pin 200W nè, gửi cho chú Men ở Vĩnh Sương, Tân Châu, An Giang. Đây, tấm pin 200W này. Đây, tấm pin 200W nè ha. Giá 1,6 triệu, phí ship 60.000. Em báo giá luôn, giá đầy đủ lắm mọi người. Rồi, một con Saco 2,4 kg gửi cho anh Lâm ở thành phố Bến Tre nè. Đó, rồi 2 tấm pin Nhật gửi cho anh Tài ở Phong Tuyền,
Long Tuyền chứ, Bình Thủy, Cần Thơ. Đây, 2 tấm pin Nhật ha. 1 triệu 3 tấm, 2 tấm là 2 triệu 6, phí ship là 2 triệu 8 cục vậy nè. 2 triệu 8 cục, mốt shop em đã dồn vô hết rồi. Đây, rồi lại là con Saco 5,5 kg này gửi cho anh Tài ở Long Tuyền, Bình Thủy, Cần Thơ. Ủa, sao giống nãy quá vậy? À, mình coi lại ha, làm như ghi hai cái bill này nó. Nãy là anh Thành ở Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam. Đó. Ở đây mình nhiều quá lẫn lộn quá nè. Rồi một con Saco 2,4 nè, gửi cho anh Bình ở Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang. Đấy. Rồi con Saco 5,5 kg nữa nè, gửi cho một anh ở khu đô thị Thịnh Gia, phân Thân Định, Bến Cát, Bình Dương. Đấy. Rồi một cái UFO kim cương gửi cho anh An ở phường 10, quận 6. Đó. 2 tấm pin Nhật nữa nè, gửi cho anh Lập Trần ở Đức Hòa, Long An ha. Đó. Vậy là bữa nay mình có 2, 4, 6, 5 tấm pin Nhật. Đó. Ra đi 5 tấm pin Nhật. Rồi một tấm pin Nhật gửi cho chú Đạo ở khu vực 3, phường 1, thành phố Vị Thanh. 2 cái 68400 nè, gửi cho anh Lâm ở An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ. 68400 anh em. Đó. Đèn khuyến mãi em bán 1 triệu 3 1 cái ha. 2 cái là 2 triệu 6. Phí ship vài chục ngàn nha mọi người. Đấy ha. Rồi. 2 con Saco 2,4 nữa nè. Đó, Saco 2,4 anh này mua 2 cái 2 con luôn anh em. 2 con Saco 2,4 luôn. Đó thì đây nè, một con nè. Đó một con là hai con em đang test nè, dở nè. Đây, đây đây con này test rồi nha. Tất cả những Saco em gửi đi á thì em đều test rồi hết á. Mấy con này là test rồi hết anh em, nhưng mà em không có quay video tại vì em quay hết kịp rồi. Đâu có quay kịp đâu mà quay. Đó thì em test rồi hết nha mọi người. Đây, con này đang chạy nè. Đó, chạy cực kỳ là ổn định nha. Đó, ngắt điện lưới ra rồi kia nó vẫn chạy bình thường. Đấy. Bây giờ em có 8 tấm pin 100W trên nóc nhà anh em. Đó, em cho xuống bằng cái đường dây đó đó. Đó, 8 tấm pin 100W ha, cho vô chuyên để test Saco. Đó, chạy cứ vậy mà chạy thôi, thoải mái ha. Đấy, cứ vậy mà người ta chạy thôi, vậy mà xài điện thôi, có gì đâu. Xài vô tư. Đấy, điện mặt trời bây giờ ra điện 220 dễ lắm anh em. Dễ có điện xài lắm. Lưu carbon 3.0 nè, 1,2 triệu, phí ship 50.000. Đây cái thùng đó là lưu carbon 3.0. Đấy ha. Bon 3.0 rất là rẻ, 1,2 triệu à, phí ship 50.000. Rồi một cái thùng nữa là con kích ký 6 hả, đây có con kích nữa, à con kích nhỏ nằm đây. Đấy, con kích ký 6 hệ 24 ha. À, gửi cho anh Phạm Thanh Hiếu ở Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ tranh thủ kết thúc video đặng gói mấy cái ốp trần này chứ để gói không kịp. Đó thì anh em nào đăng ký mua hàng Saco thì liên hệ em nha. Hàng nóng hổi nha mọi người. Đó, em đang giảm giá rất là tốt luôn. Đây nè, hàng mới tinh mới về nè. Đó, có đóng một chút bụi em lau sạch sẽ rồi đó. Giờ là gói gửi cho mọi người thôi. Hàng mới tinh, hai giấy tờ đầy đủ nè. Cổng cáp nè ha. Rồi công ty có tặng thêm mấy catalog nè. Anh em nào cần catalog thì hú em gửi cho. Đây. Công ty có gửi xuống một vài catalog để rảnh rảnh ngồi đọc chơi nè. Đọc chơi thì chả làm gì nè. Thấy không? Hello. In màu rất là đẹp nha. Đó, giới thiệu sản phẩm thôi ha. Bản catalog của Saco. Đó, gửi hàng xuống gửi một bọc. Thì anh em nào đam mê hãy liên hệ nha. Em nhắc lại là Saco đang giảm là 1 triệu mấy trên một con hết á. Cái con 5,5 kg em giảm 1 triệu rưỡi luôn á. Còn 2,4 kg em giảm 1 triệu 2 luôn á. Bạn nào nhanh chóng thì lên đơn nha. Đó, như mọi người cũng thấy á, là thay vì anh em đi mua con kích 2,5 kg á, thì anh em cũng mua hết 3 triệu rưỡi rồi. Cái con MBUT sạc 80A thì mọi người cũng mua hết 2 triệu rưỡi rồi, là hết 6 triệu rồi. Mà cái con này á, là có hai cái đó trong này luôn. Rồi có chức năng bù lưới nữa. Mà có em bán có 4 máy à. Ha, có 4 máy à. Đó, anh em đi mua lẻ nó mắc hơn mua cục vậy nha mọi người. Mua vậy rẻ hơn nha. Đấy, nói rõ cho anh em nào đang muốn chơi thì mua chơi chứ để mua lắc nhắc tốn tiền nhiều hơn. Đấy thì đam mê hãy liên hệ em. Hàng này hàng mới 100% nha, được bảo hành 1 năm nha. Đó, 5,5 kg thì cũng bảo hành 1 năm luôn. Lúc trước 5,5 kg nó bảo hành 5,5 anh em. Giờ tất cả đều bảo hành 1 năm hết, tất cả mặt hàng luôn bảo hành 1 năm hết. Đèn Zinian bảo hành 2 năm, còn đèn MK bảo hành 3 năm nha. Đó, anh em đam mê thì hãy liên hệ 076 687 4311 ha. Giờ tiếp tục gói hàng để gửi cho anh em. Cái kim cương nằm trong kia kìa. Đó. Rồi đây là những cái Saco. Rồi đam mê tất cả mặt hàng mua đèn này kia liên hệ mình nha.
Thôi xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người những mặt hàng lần sau.